đi vô sau cục đá đó anh, đứng chỗ cục đá cho nó khỏi bị đẩy mạnh. Đúng rồi. Người ngã trượt chân thôi, bây giờ bọn em đưa ra kiểu gì? Thời gian bây giờ đi nóng lửa nó không có chỗ nhớ thôi, nhưng mà mưa thì chắc chả mưa tôi nó cũng thế thôi. Hả? Mưa thì chắc mưa tôi lắm. Đi được không? Thế thôi, giờ thế thôi. Nhưng mà con chọn bây giờ là làm thế nào để nhóm bếp được, mới là con chọn bây giờ. Giờ sao anh hết được không? Anh hết được cái này em. Hứa nếu anh em đi hứa với anh em sao đập từ mà đấy. Mai mới thứ sáu, mai thứ bảy kia chủ nhật đúng không? Ừ. Hai ngày nó kịp được, từ đây về đến mùa này lúa léo, từ đây lên đến ý tí là mất mẹ ngày rồi. Làm gì từ đối bên phòng lên. Sao về ý tí anh? Ừ. Thật không ấy. Anh ơi, anh kỳ quá, cái giọt ở đâu? Không có. Da anh, da nó bị bể chút rồi.
anh ơi, có thể mình đi ra khỏi đây mũi nhiều lắm.